kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Chào các vị buổi sáng. Thật ngại quá, ông Triệu có chút việc không về kịp. Anh ấy có bàn giao lại cuộc họp hôm nay, sẽ do tôi chủ trì. Cậu Khải đang chơi trò gì vậy? Đột nhiên gọi hết chúng tôi về đây để họp, nhưng mà lại không thấy bóng người đâu. Đạo Minh à, cậu Khải cho chúng tôi đến đây rốt cuộc có chuyện gì? Có phải liên quan đến tập đoàn Chính Đồ hay không? Hình Văn Hạo trong buổi họp báo có nói là dự định sẽ hợp tác với lại Hậu Cần Thời Đại chúng ta. Chuyện này có phải là thật không? Là sự thật. Ý của ông Triệu là muốn Hậu Cần Thời Đại đầu tư vào tập đoàn Kính Đồ. Chúng ta ít nhất sẽ mua lại 60% cổ phần trong tay của ông Hình. Kính Đồ á, bây giờ có kiện tụng là bị Ủy ban Chứng khoán treo bằng rồi. Sau khi khôi phục lại bằng thì cũng sẽ rớt giá liên tục thôi. Chúng ta đầu tư vào đó, khác gì ném tiền ra đại dương chứ. Cậu là giám đốc vận hành mà, cậu không có khuyên cô ấy sao? Lần này tôi đồng ý với lời đề nghị của ông Triệu. Ê, hai cậu quản lý công ty cái kiểu gì vậy? Tổn hại đến lợi ích của các cổ đông và công ty. Nè, chuyện này tôi phản đối. Mọi người thì sao đây? Tất nhiên là tôi phản đối. Tôi không đồng ý đâu. Tôi cũng không đồng ý đâu. Trình Lộ. Trong tay của mọi người là bản liệt kê tài sản hiện có của tập đoàn Kính Đồ. Mọi người nhìn đi. Nội nhà xưởng ở Nguyên Lãng và Thượng Thủy tính toán sơ bộ cũng phải trị giá 3 tỷ đô. Tôi hiểu, trong mắt mọi người, hiện nay Kính Đồ không còn gì cả. Chỉ là một công ty rác rưởi, chỉ là gắn mác công ty gia đình không đáng tiền. Nhưng mà tôi tin rằng, nếu mọi người chịu khó đào bới, thì dù trong bãi rác, tôi cũng có thể đào được đồ lên. Nếu không đào lên được thì sao? Không lý nào kêu các cổ đông chúng tôi mạo hiểm với các cậu. Nếu nói mạo hiểm là khi bản thân không biết phải làm những gì. Tôi không phải nói ông, câu nói này là do ông Buffett nói. Tôi rất tán thành, đặc biệt là lý luận đầu thuốc lá. Đầu tư vào các công ty có giá cả thấp hơn nguồn vốn lưu động, như vậy mới có thu hoạch chứ. Mọi người có từng nghĩ cổ phiếu Kính Đồ khôi phục lại sẽ rớt bao nhiêu không? Tôi và ông Triệu dự đoán ít nhất phải 20%. Những lúc này tại sao không đầu tư? Chỉ cần chúng ta cúi người xuống, nhặt điếu xì gà lên, hút luôn hai hơi cuối cùng, như vậy là chiến thắng rồi. Đạo Minh, cậu và Trương Khải vẫn còn trẻ. Mấy ông già này khác hẳn với các cậu. Chúng tôi không có thời gian và can đảm để mạo hiểm như vậy. Bây giờ tôi chỉ lo Hậu Cần Thời Đại sẽ bị Kính Đồ làm ảnh hưởng, hai bên sẽ cùng ôm nhau chết chung. Tôi hiểu mọi người đang lo lắng chuyện gì, nhưng mà mọi người cứ yên tâm. Ông Triệu kêu tôi lên nói với mọi người. Anh ấy hứa với mọi người hai điều. Thứ nhất là tiền lời cuối cùng của các cổ đông sẽ không thay đổi. Thứ hai, nếu chuyện này thật sự liên lụy tới giá cổ phiếu của Hậu Cần Thời Đại thì rớt bao nhiêu, ông Triệu sẽ dùng tiền riêng cho các ông hết. Ông Tư. Alo anh Triệu. Đúng, họ đang ở đây hết. Được thôi. Các vị, bây giờ ông Triệu đang nói chuyện với chủ tịch Tạ của Hiệp hội Thương gia Quốc tế. Anh ấy muốn gọi video call cho mọi người. Xin chào chủ tịch Tạ. Xin chào mọi người, đã lâu rồi không gặp. Chủ tịch Tạ, anh quá bận rộn thôi mà. Tìm hôm nào hẹn nhau ra uống ly rượu trò chuyện đi. Được thôi. Thật lòng xin lỗi các vị. Lẽ ra tôi định đích thân đến để nói về chuyện đầu tư vào tập đoàn Kính Đồ, nhưng mà đột xuất có việc bận không thể đến được. Rất cảm ơn ý kiến lúc nãy của ông Tạ. Ý kiến lúc nãy của ông ấy rất đáng để cho mọi người tham khảo. Nè, nói trước nha, tôi không có đưa ra ý kiến cụ thể cho Triệu Khải. Tôi chỉ là đưa ra cách nhìn riêng của tôi trong cương vị là một người bạn thôi. Đầu tiên,
Tôi rất cảm ơn hậu cần thời đại có ý định này. Tôi đã trò chuyện với rất nhiều quan chức. Họ cũng rất lo lắng chuyện lần này của Kính Đồ sẽ làm ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán của chúng ta. Lúc nãy Triệu Khải nói với tôi về suy nghĩ của cậu ấy. Tôi nghĩ trong môi trường tự do sẽ không bị nhà nước quản thúc, thì công ty các cậu có ý định này sẽ góp phần làm ổn định thị trường hơn. Cho nên tôi muốn nói với các cổ đông, nhiều khi một doanh nghiệp khi đưa ra một quyết định không chỉ đơn giản là vì lợi ích đâu. Nhiều khi phía sau quyết định này nó lại ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Tôi cũng không làm phiền các anh họp nữa. Có cơ hội tôi sẽ tới Tiền Hải gặp mặt mọi người sau. Hay là đừng tốn thời gian nữa, trực tiếp biểu quyết đi. Ủng hộ đầu tư vào Kính Đồ thì hãy giơ tay lên. Anh thấy hậu cần thời đại đầu tư vào Kính Đồ thật sự có thể khiến nó hồi sinh sao? Anh không sợ họ kéo tuột giá cổ phiếu của anh sao? Anh thật sự không biết, anh cũng chỉ là đang mạo hiểm thôi. Em hy vọng anh chiến thắng. Nếu không tới lúc đó, một đống tiền trợ cấp cũng không có để đưa cho em. Anh nghĩ là không bao lâu nữa, một đồng tiền trợ cấp đó cũng tiết kiệm được rồi. Nè, anh cũng có nghe nói cậu ba của nhà họ Quách đó bây giờ đang theo đuổi em. Họ đem quỹ đầu tư của gia tộc giao cho Thành Phong quản lý mà. Thế nào? Có phải thật không? Anh nghĩ em sẽ để ý đến những phú nhị đại này sao? Em từng nói, nếu như người đàn ông đó tệ hơn anh thì em thà là lấy tiền trợ cấp của anh sống hết đời cho rồi. Vậy thì anh yên tâm rồi. Có rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh. Làm ơn em đừng có kén chọn quá. Giống như em á, muốn tìm một người có gì mà khó chứ. Còn anh thì sao? Sau khi chúng ta chia tay cũng không nghe nói đến chuyện tình cảm của anh. Giấu kỹ vậy? Nếu có thì anh sẽ giới thiệu cho em đầu tiên. Còn cô gái họ Phương thì sao? Phương Phương, em quen với cổ hả? Chà, chủ tịch Triệu đã dùng đặc quyền của mình đi giúp đỡ một đối tác nhượng quyền. Lan tin đến chỗ của em thì có gì lạ đâu. Cô Phương đó đẹp lắm hả? Nói thật lòng á, thì anh không để ý là cổ có đẹp hay không. Anh chỉ có ấn tượng với nhiệt huyết của cổ. Anh nghĩ hậu cần thời đại bây giờ á, chính là cần những người giống như cô ấy. Vậy sao? Đúng rồi, hôm nay em có lái xe không? Anh có lái xe, kèm quá gian luôn. Không có, em đâu có biết là họp với ông Tạ tới mấy giờ. Mất công đổ đó dễ bị phạt lắm. Được rồi, dành cho em quá gian. Hậu cần thời đại mở cuộc họp báo tuyên bố hội đồng quản trị quyết định sẽ đầu tư vào tập đoàn Kính Đồ. Sau khi bàn bạc quyết định sẽ dùng hình thức cổ phiếu đổi cổ phiếu, tiến hành việc tái cơ cấu cổ phần. Dùng một cổ phiếu đổi hai cổ phiếu, mua lại hơn 60% cổ phần tập đoàn Kính Đồ trong tay của ông Huỳnh Văn Hậu. Hậu cần thời đại chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Kính Đồ. Còn ông Huỳnh Văn Hậu sau khi đổi cổ phiếu đã sở hữu 11% cổ phần của hậu cần thời đại, trở thành cổ đông lớn thứ hai. Sau khi công bố tin tức, giá cổ phiếu của hai công ty đã lập tức tăng lên 15%. Mỗi một thị trấn, mỗi một tỉnh thành của đất nước cũng đang không ngừng phát triển. Việc chúng ta phải làm chính là dùng việc chuyển phát nhanh để kết nối chúng lại với nhau. Ba tôi thường nói với tôi, một đất nước nhất định là phải biết trọng dụng nhân tài, đúng người, đúng việc, tận dụng quỹ đất, thông suốt nguồn hàng. Trách nhiệm của chúng ta đã làm được 4 chữ cuối, chính là lưu thông hàng hóa. Phải kết nối nhiều nơi như vậy, kết nối 1,4 tỷ người. 4 chữ này không dễ làm được đâu. Một doanh nghiệp chính là phải làm những việc người bình thường không thể làm được. Anh hãy nhìn đi, 20 năm trước có ai ngờ rằng mảnh đất này sẽ phát triển đến mức có thể vượt mặt rất nhiều thành phố lớn ở nước ngoài chứ? Đồng ý. Nên nghĩ mình làm được thì nhất định sẽ làm được.